Tập 1. Tại sao nghĩa phụ lại bắt con mặc bộ đồ này vậy? Đây là y phục của thương nhân mà. Thấy khó chịu không được thoải mái. Y phục của chúng ta bộ mất mặt lắm hả? Bà Lạc Đà, con nhỏ tí một chút đi. Chúng ta ăn mặc như vậy là để che mắt người khác. Hơn nữa sợ con lại gây ra tai họa. Kê Minh Trấn. Nhanh! Dương công tử có dặn không được manh động. Hưng Long đại chủ lầu. Tiểu Nhị. Được. Tiểu Nhị. Ma Lạc, ngồi im, uống rượu đi. Hey, tới liền, tới liền. Tới liền, tới liền khách quan. Từ nãy tới giờ ta kêu ngươi không nghe hả? Đại gia. Đại gia. Đừng mà. Ma Lạc, con đừng quên mục đích của chuyến đi này. Thêm một chuyện chi bằng mất một chuyện. Cẩn thận, thả cậu ấy ra đi. Người đâu? Hãy đuổi tất cả ra hậu viện cho ta. Dạ, dạ. Đi mà, đi mau. Các người là ai hả? Mà dám làm càn với Trần Thiên Tử? Ta nghĩ là ngươi ăn gan hùm rồi, dám xen vào chuyện của ta sao? Nghĩa phụ. Còn đứng yên đi. Bà Lạc à, đứng yên đi. Mau bắt hắn cho ta. Trời ơi, các vị đại gia, có gì từ từ thương lượng mà. Đừng có nói nhiều, mau cởi ra. Cởi, cởi cái gì chứ? Cởi cái gì? Cởi y phục. Vào trong đi. Đừng. Được rồi. Vào trong. Được rồi. Cẩu tặc. Vị thiếu gia này đừng có chửi nữa, họ đều là người của quan phủ đó. Người của quan phủ đâu có ai làm việc như vậy. Thiếu hiệp không biết thôi. Nghe nói quan phủ đang muốn bắt Khâm Phạm nên đuổi mọi người ra ngoài. Kê Minh Trấn là cửa khẩu để ra vào thành. Tủ lầu của chúng tôi lại là tủ lầu lớn nhất trấn. Những chuyện như vậy không phải lần đầu. Nhưng mà bắt chúng tôi cởi y phục ra như vậy đúng là lần đầu tiên. Những người này không phải là quan sai của triều đình. Bọn họ là người của An Lộc Sơn. Đông Bình Quận Dương chính là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, tiết độ sứ, ba trấn Hà Đông, Phạm Dương, Bình Lô. Cho dù thừa tướng gặp ông ấy cũng phải nể mặt ông ấy một phần. Ê, ông ấy không phải ở Phạm Dương sao? Sao lại tới kinh thành rồi? Làm sao tôi biết được. Nhưng mà cách thức bắt người lúc nãy của họ chính là cách thức của Duệ Lạc Hà, thủ hạ thần tính của An Lộc Sơn. Ê, nếu đã là thủ hạ của tên cẩu tặc đó, Nghĩa phụ à, hay là chúng ta
Ma Lạc Cà Con đừng có sinh sự nữa, đừng có quên mục đích của chuyến đi lần này. Trang sĩ à, cậu cảm thấy sao rồi? Đa tạ đại hiệp cứu giúp. Đại hiệp đây chính là đậu trại chủ của Phi Hổ Sơn sao? Sao hả? Chúng ta từng gặp nhau sao? Đương nhiên, đậu trại chủ là lãnh đạo của khu rừng Sóc Phương. Ai mà không biết, ai mà không hay. Quá khen, quá khen. À, Ma Lạc à, hãy phá cửa sổ, giúp mọi người thoát ra ngoài. Dạ. Các vị, hiện nay thủ hạ của An Lộc Sơn mai phục ở đây để đi bắt người. Chút nữa sẽ có một trận ác chiến, các vị hãy tạm lánh mặt. Chút nữa ra ngoài phải đi bằng cửa sau, không được gây ra tiếng động, có nghe rõ chưa? Được rồi, đi nhanh lên đi, nhanh lên. Đi mau. Cẩn thận đó, mọi người cẩn thận đó. Cẩn thận. Nghĩa phụ à, người nói xem, người mà An Lộc Sơn muốn bắt là ai vậy? Không biết nữa, đây chính là con đường duy nhất để ra vô Trường An. Chắc chắn hắn sẽ cho người chặn những người muốn đi vô thành. Tên Duệ Lạc Hà đó là chuyên đi bắt người. Nếu như để mấy người bày ra thế trận đó chặn lại, thì e là người có bản lĩnh cỡ nào cũng khó mà thoát được. Vậy những người đi vào thành chắc chắn là hậu hán phản lại An Lộc Sơn. Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn bọn họ lọt vào tay An Lộc Sơn sao? Vậy thì chưa chắc đâu. Dương Quốc Trung là người phản đối An Lộc Sơn, nhưng bản thân hắn lại là một đại gian thần. Chúng ta đừng quan tâm tới chuyện chó mèo cắn nhau, chủ yếu là phải tìm được cô phụ của con. Nè, nên nhớ phải cứu sơn trại của chúng ta mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Hả? Tiểu tử thối, con đừng có gây ra chuyện rắc rối nữa, con nghe rõ chưa hả? Dạ, nhưng mà con không cam tâm nhìn bọn thuộc hạ của An Lộc Sơn làm càn đâu. Ma Lạc, con nhìn xem, mau nhìn con ngựa đó đi, Ma Lạc. Ma Lạc, nhìn đi, con ngựa đó đúng là một con tuấn mã đó, Ma Lạc. Ê, Ma Lạc. Ê, cái tên tiểu tử này lại chơi trò mất tích nữa rồi. Tiểu nhị. À dạ, tới liền. À, khách quan muốn dùng gì vậy? Hai cái màn thầu, một con gà quay, càng nhanh càng tốt. À, dạ có liền, khách quan chờ chút. Chính là cô ta rồi. Tiểu nhị, sao chưa dọn đồ ăn? Ta còn phải lên đường. Các ngươi là người của An Lộc Sơn? Xem như ngươi có hiểu biết. Đã biết ta là thuộc hạ của Dương gia thì cũng biết bọn ta muốn gì rồi. Hãy mau giao đầu ra, đừng làm mất thời gian của ta. Đừng hòng. Bắt lấy. Cô nương, công phu khá lắm đó.
hả? Gương mặt cũng xinh đẹp. Hay cho tên háo sắc kia. Đa tạ cô nương quá khen. Cô nương, thủ pháp không đơn giản nha. Vậy hôm nay thiếu gia ta sẽ chơi với cô mấy chiêu vậy? Đừng nói nhiều, xuất chiêu đi. Cô nương, cẩn thận chút. Thả ra. Cô nương, mau chóng lấy bức thư trả đi. Thôi, thôi. Đường đường là nam tử hán mà đi ức hiếp một cô nương yếu đuối như vậy, còn đáng mặt anh hùng không? Người ở đâu ra vậy? Dám xen vô chuyện của bổn thiếu gia sao? Cũng không có bản thân được mấy cân mấy lặng. Câm miệng. Ta không những xen vào chuyện này mà còn muốn giết hết đám tay sai An Lộc Sơn. Người muốn chết sao? Tiểu tử ngốc, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đừng gây rối nữa, đi đi. Tại sao ta phải đi chứ? Họ là tay sai của An Lộc Sơn, ai mà không muốn giết cho sướng tay. Đừng hòng trốn thoát được. Một vài bức thư ra đây. Xin hỏi, người bên ngoài có phải là kiếm khách Hà Giang Đoàn Khuê Chương Đoàn Đại Hiệp không? Không dám. Đoàn mổ đã biệt tích giang hồ 20 mấy năm nay. Hôm nay ngươi và ta gặp nhau ở đây, tức là có duyên. Nhưng đoàn mổ có một thỉnh cầu, không biết công tử có thể đáp ứng được không? Đoàn Đại Hiệp, ngài muốn tôi thả hai người này đi khỏi đây có phải vậy không? Đúng vậy. Đoàn Đại Hiệp nổi danh khắp thiên hạ, theo lý tiền bối có sự thỉnh cầu, giảng bối không dám không phục tùng. Nhưng mà có thể mời tiền bối lộ diện trước không? Một là để cho giảng bối diện kiến ngài, hai là để thỉnh giáo tiền bối mấy chiêu đã. Coi ra hôm nay đoàn mổ không ra tay là không được rồi. Đúng vậy. Đoàn Đại Hiệp, hãy mang bức thư đi, chuyện trọng đại lắm. Cô phụ. Theo ta. Ê, nè nè nè. Nhanh lên. Nè, huynh còn chờ gì nữa? Ta tới đây là để tìm cô phụ của ta. Đoàn Khuê Chương kiếm khách Hà Giang là cô phụ của huynh. Đúng vậy. Người hồi nãy không phải Đoàn Khuê Chương. Hả? Sao cô lại biết được? Chúng ta rời khỏi đây rồi nói. Chưa.
cho. Được rồi, chúng ta chia tay tại đây. Ê, khoan đã, cô vẫn chưa nói cho ta biết tại sao người hồi nãy không phải Đoàn Khuê Chương cô phụ của ta. Nhìn cách ổng phóng ám khí là ta đã nhận ra được, người ấy công lực còn không bằng Dương Long Khách, sao có thể là Đoàn đại hiệp được. Vậy cô còn giao bức thư gì đó cho hắn nữa? Là giả đó, chẳng qua chỉ là kế điệu Hổ Ly Sơn thôi mà. Cái gì? Rõ ràng cô biết võ công của người đó không bằng Dương Long Khách, mà còn gạt Dương Long Khách đuổi theo ông ta. Làm vậy không khác nào giết ông ta chứ. Người đó tuy là võ nghệ không cao, nhưng lại thông minh hơn huynh gấp trăm lần. Ông biết mạo danh Đoàn đại hiệp hù được Dương Long Khách một hồi thì có thể thoát thân, không cần huynh quan tâm lo lắng đâu. Người ta tốt bụng đã cứu chúng ta, ta không phải là người không biết điều. Ê, ý huynh muốn nói là ta không biết điều chứ gì? Có phải huynh cảm thấy ra tay cứu ta rồi thì ta nên cảm tạ huynh không? Không dám. Nếu biết cô nương có bản lĩnh như vậy thì ta hà tất phải ra tay cứu cô chứ. Huynh biết vậy thì tốt. Ma Lạc, Ma Lạc. Nghĩa phụ. Tiên bối. Cô nương, thư của cô. Hả? Lúc nãy là nghĩa phụ giả cô phụ sao? Đúng vậy. Võ công của tên kia rất cao cường, ta lại không biết được lai lịch của hắn, chỉ có thể giả dạng cô phụ của con để lừa hắn mà thôi. Dương Long Khách là tay sai dưới trướng của An Lộc Sơn, là hàng đệ nhất cao thủ đó. Giúp hắn thống lĩnh các bang phái võ lâm, cũng giúp cho An Lộc Sơn là một số việc mà hắn không tiện lộ diện. À, vậy thì đúng rồi. Bức thư này chính là thứ mà An Lộc Sơn muốn lấy sao? Dạ đó. Cô ta chỉ lợi dụng nghĩa phụ để né Dương Long Khách thôi. Đa tạ tiền bối trợ giúp. Lúc nãy khẩn cấp quá, mong tiền bối thứ lỗi. Nhưng bức thư thật là một chuyện rất quan trọng, cho nên giảng bối không tiện nói rõ đầu đuôi câu chuyện. À, ta hiểu mà, ta hiểu mà. Được rồi, tạm biệt tại đây. Hẹn ngày gặp lại. Được, hẹn ngày gặp lại. Chờ. Chờ. Đúng là vô lễ. Cho dù nội dung bức thư không nói được, ngay cả danh tính của mình cũng không nói được sao? Tiểu tử à, có phải con đã thích cô nương đó rồi hay không? Hả? Con làm sao thích cô ta được chứ? Con chỉ không ưa thái độ ngông cuồng của cô ta thôi. Ai biểu con tự làm theo ý mình ra tay cứu cô ta? Con nhìn thấy chưa, người ta đâu có cần sự giúp đỡ của con. Tiểu tử à, ta nói cho con nghe nha, con đừng có gây thêm phiền phức nữa. Con cũng biết rồi đó, mấy trăm nhân khẩu trong sơn trại đang chờ chúng ta đón cô phụ của con trở về đó nghe. Dạ. Bây giờ chúng ta đi tìm cô phụ. Ê, nghĩa phụ, giày của người đâu rồi? Giày hả? Ta đã tặng cho tên Dương Long Khách đó rồi. Chúng ta đi thôi. Chưa. Hưng Long đại tử lầu. Trước lúc xuất phát, ta đã dặn dò các ngươi ra sao? Công tử có dặn phát hiện mục tiêu không được manh động gì hết. Kết cục thì sao? Ngươi làm kiểu gì hả? Khinh suất manh động để cho đối thủ chạy thoát, phải xử phạt ngươi ra sao đi. Công tử, lần sau thuộc hạ không dám nữa đâu. Lần sau hả? Không có lần sau nữa đâu. Công tử. Đây là hậu quả của những kẻ không tuân lệnh, biết chưa hả? Dạ. Im lặng, tránh ra. Dương Long Khách tham kiến Dương gia. Đứng dậy đi. Dương gia, lấy được thứ ta cần chưa? Bẩm Dương gia, tại hạ đã gài bẫy tại Kê Minh Trấn rồi, chờ đợi mật sứ của Quách Tử Nghi tới.
Ta không cần nghe quá trình của ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết bức thư cô lấy được hay chưa. Không có. Ngươi làm sao mà không lấy được chứ? Bẩm vương gia, tiểu nhân vốn dĩ đã sắp lấy được rồi. Không ngờ ngay lúc đó thì kim khách Hà Giang Đoàn Khuê Chương đã lâu không lộ diện trên giang hồ, bất ngờ xuất hiện. Đoàn Khuê Chương? Hắn vẫn còn sống sao? Đoàn Khuê Chương võ nghệ cao cường, đã đoạt lấy bức thư ấy trên tay của tín sứ. Nếu người đối phó không lại Đoàn Khuê Chương, vậy thì ta sẽ mời Dương tiên sinh ra tay hỗ trợ. Chuyện này tạm thời không cần Dương tiên sinh ra tay. Xin Dương gia cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ tìm được Đoàn Khuê Chương, đoạt lại bức thư ấy. Được, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu ngươi không đem được bức thư về thì hãy mang thủ cấp của ngươi tới gặp ta. Dạ. Thứ mà ta cần không những là bức thư đó, mà còn muốn Đoàn Khuê Chương. Dạ, xin Dương gia yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Đoàn Khuê Chương và bức thư đó về cùng lúc vào tới tại Dương gia. Người đâu rồi? Dương gia có gì căn dặn? Tìm một số người viết thư mướn, những người biết mô phỏng bút tích của người khác kìa. Dạ, Dương gia cần bao nhiêu người? Càng nhiều càng tốt. Tiểu tử à, không xa phía trước sẽ là tới nhà cô của con rồi. Ồ, hả? Ê, Nghĩa phụ, năm đó có phải cô phụ quy danh lừng lẫy khắp nơi không? Hôm nay tên Dương Long Khách vừa thấy ám khí của cô phụ đã hốt hoảng rồi. Đương nhiên rồi. Đoàn Khuê Chương của 20 năm trước chính là kiếm khách Hà Giang. Luận về kiếm pháp thì là thiên hạ vô song. Tung hoành thiên hạ không ai không biết, không ai không sợ. Ồ, vậy tại sao tự nhiên cô phụ rời khỏi giang hồ, ẩn cư tại chỗ này chứ? Hey, nhắc tới chuyện này là có liên quan tới tiểu tử con đó. Nhưng mà ông ta không cho ta nói với con. Liên quan tới con sao? Nghĩa phụ, vậy rốt cuộc là quan hệ ra sao? Ấy, có phải liên quan tới cha mẹ ruột của con không? Ai, tóm lại chút nữa gặp được cô phụ của con thì con hãy hỏi ông ta đi. Con thật sự rất mong sớm gặp lại cô phụ con để hỏi cho rõ ràng. Nè, ta nói cho con biết. Nếu như cô phụ con không muốn nói cho con biết, con đừng bao giờ ép ông ta. Con nên nhớ rằng chúng ta ngàn dặm tới đây với mục đích là phải mời được cô phụ con xuống núi giúp chúng ta giải cứu Phi Hổ Sơn, hả? Con biết rồi. Chưa. Hey, tiểu tử này đúng là nóng nảy quá đi. Ê, chờ ta với. Chưa. Nghĩa phụ, nhanh lên đi. Chưa. Khổng tử viết. Phải chăm chỉ học hành. Không được lơ là. Tiên sinh dạy học, cho hỏi một chút, Đoàn Khuê Chương, Đoàn Đại Hiệp có phải sống ở đây không? Đoàn Đại Hiệp ta chưa từng nghe nói tới, còn Đoàn Khuê Chương, người này thì ta biết. Ấy, vậy còn bao xa nữa mới tới nhà của Đoàn Khuê Chương? Không xa, khoảng 100 gậy. 100 gậy sao? Ở đây các người nhắc tới đoạn đường không phải tính theo dặm sao? Bao nhiêu dặm nữa vậy? Dặm mà. Ờ. Theo dặm thì ngươi nên xuống ngựa hỏi ha. Không biết lễ phép nên đánh 100 gậy đó. Được. Được. Coi như ta sai đi. Vậy tiên sinh dạy học, bây giờ cho hỏi một chút, nhà Đoàn Khuê Chương đi lối nào vậy? Đi về phía trước căn nhà thứ ba là tới. Đa tạ tiên sinh. Má lạc. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ, cái tên tiểu tử này chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tới cuối cùng con cũng phải chờ ta thôi. Ê, trời ơi, Khuê Chương hả? Nhị ca. Nghĩa ca. Khuê Chương đúng là để đây. Đúng rồi. Đúng vậy. Nghĩa phụ, ông ta là... Trời ơi, đây là cô phụ của con đó. Cô phụ của con sao? Đúng vậy, Đại Hiệp Hà Giang Đoàn Khuê Chương. Cái gì? Đoàn Khuê Chương? Ừ. Là kiếm khách đệ nhất thiên hạ Đoàn Khuê Chương sao? Không, là ma lạc.
cô phụ, người biết con sao? Năm đó chính tay ta giao con cho nghĩa phụ của con mà. 20 năm rồi, con đã trở thành người lớn rồi. Thật sự rất giống cha của con. Hồi còn là thiếu niên đó, cả cái tính nóng nảy cũng y như vậy à. Thiết Ma Lạc bái kiến cô phụ. Tốt 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 tốt. Đây, mời vào trong. Đây đây. À, đi đi. Nào Tuyến Nương, Tuyến Nương, mau ra đây. Khách quý, khách quý nè. Nhị ca là huynh sao? Lâu lắm rồi muội không gặp huynh. Nhị ca tới thăm muội đây. Muội nhìn coi, ta dẫn ai tới đây cho muội nè. Trời ơi, là Ma Lạc đó. Ma Lạc. Trời ơi, Ma Lạc, con đã trưởng thành tới như vậy rồi sao? Thiếp Ma Lạc bái kiến cô. Con ngoan lắm, con ngoan lắm. Ôi trời, xem nàng kìa, trong lúc vui như vậy sao nàng lại khóc chứ? À, mau vào nhà đi. Đúng rồi. Đừng có khóc nào nữa. Nào, vô nhà đi. Ê, vô nhà ơi. Đi. Đi. Đất đai ở đây cũng rộng quá ha. Ngồi, mời vị ca ngồi. Tuyên Nương khoe trương, hình như chúng ta 10 mấy năm không gặp rồi. Đúng vậy, 20 năm trước để đưa Ma Lạc đi lên núi, sau đó chỉ gặp một lần, thoáng một cái 10 mấy năm rồi. Vị ca, à, lần này đột ngột tới đây có phải xảy ra chuyện gì rồi không? À, sẵn có mặt muội muội của ta, ta không nói những lời khách sáo nữa. Khuê Chương à, lần này ta tới đây là muốn mời hai người xuống núi giúp một tay. Nhị ca, chẳng phải huynh là lãnh tụ của khu rừng Sóc Phương hay sao? Ai mà dám đối đầu với Phi Hổ Sơn nữa chứ. Ôi trời ơi, đừng có nhắc nữa. Hôm trước có một người tên Tinh Tinh Nhi đi lên núi, nói ra những lời không khách khí một chút nào, kêu ta nhường sơn trại cho hắn. Đương nhiên là ta không chịu rồi. Vậy là hắn hẹn ta tỉ võ với hắn. Hay, kết quả thì nhị ca đây không bằng người ta, bị người ta đánh bại. Cái tên Tinh Tinh Nhi đó võ công lợi hại như vậy sao? À, hắn còn hẹn với ta là 1 tháng sau sẽ tỉ võ nữa. Nếu như ta thua hắn thì ta phải giao sơn trại này lại cho hắn. Khuê Chương à, bây giờ chỉ có đệ mới đấu lại với Tinh Tinh Nhi đó mà thôi. Vậy huynh không có đi mời hàng trạm sao? À, ta đã phái người đi rồi, nhưng mà ta sợ tên kia cũng mời theo các cao thủ khác trợ giúp, cho nên chỉ có đệ đi thì mới trăm sự ổn thỏa. Nếu không thì cơ nghiệp mấy chục năm nay của nhị ca sẽ bị hủy trong một ngày đó. Nhị ca, huynh đừng nóng nảy. Khuê Chương, chàng hãy nói gì đi chứ. Nhị ca, 20 năm trước để đưa Ma Lạc lên núi,
Khuê Chương, nhị ca là ca ca ruột của thiếp. Phi Hổ Sơn chính là nhà mẹ của thiếp. Chẳng lẽ chàng thật sự nhẫn tâm nhìn Phi Hổ Sơn lọt vô tay của tên Tinh Tinh Nhi đó sao? Tuyên nương, nàng nói thử xem Tinh Tinh Nhi có lai lịch ra sao. Thiếp không biết, thiếp cũng không cần biết. Chỉ cần đánh bại hắn thì hắn sẽ ngoan ngoãn bỏ cuộc. Tinh Tinh Nhi dám đơn phương độc mã khiêu chiến Phi Hổ Sơn không phải là chuyện đơn giản đâu. Sau lưng chắc chắn có người hỗ trợ. Kẻ nào muốn đối đầu với Phi Hổ Sơn như vậy chứ? Ta hỏi nàng, bên hông Phi Hổ Sơn là chỗ nào? Phạm Dương. Đúng vậy, Phạm Dương là sào huyệt của An Lộc Sơn. An Lộc Sơn đã có giả tâm từ lâu. Hiện nay trong tay hắn nắm trọng binh thiên hạ, binh mã 1/3 đều nằm trong tay của hắn. Hắn với thừa tướng và thái tử lại bất hòa, An Lộc Sơn sớm muộn cũng sẽ làm phản. Vậy thì có liên quan gì tới Phi Hổ Sơn chứ? Nếu An Lộc Sơn tạo phản, nhiệm vụ quan trọng nhất phải chiếm được Phi Hổ Sơn. Bởi vì Phi Hổ Sơn chính là nơi trọng yếu của Phạm Dương, có thể coi như là bàn đạp tấn công Phạm Dương. Cho nên ta nghĩ tên Tinh Tinh Nhi này rất có thể là do An Lộc Sơn phái đi. Hắn muốn nhổ cái gai Phi Hổ Sơn trong mắt của hắn. Kẻ gian tặc An Lộc Sơn này. Chúng ta và An Lộc Sơn thù sâu như biển. Nếu chúng ta tự nhiên trợ giúp, An tặc biết được nhất định sẽ dốc hết sức tấn công Phi Hổ Sơn. Nói không chừng sẽ khiến cho sự việc ngày càng phức tạp, sẽ khó mà chấm dứt. Vậy chàng bỏ mặc luôn sao? Sao ta có thể bỏ mặc được chứ? Ta chỉ là không tiện lộ mặt thôi. Bây giờ nàng đi thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức khởi hành. Điều tra rõ ràng về mục đích và bối cảnh của Tinh Tinh Nhi trước. Chờ thời cơ thuận lợi, chúng ta ra tay giúp nhị ca. Thì biết ngay mà, chàng không hề thấy chết mà không cứu. Vậy tại sao chàng để cho họ thất vọng mà bỏ đi chứ? Nhị ca thích uống rượu nàng cũng biết mà. Lỡ như rượu vào lời ra, cộng thêm ma lặc tính tình nóng nảy như vậy, lỡ đem kế hoạch tiết lộ ra ngoài, An Tặc biết được sẽ phòng bị nghiêm ngặt hơn. Thiếp hiểu rồi. Vậy thiếp đi tiễn nhị ca nha. Ê, Tuyến Nương, đừng nói gì tới chuyện trợ giúp nha. Thiếp biết rồi. Thật không ngờ cô phụ không hiểu lý lẽ gì hết, không coi chúng ta như người một nhà rồi. Ai, cô phụ của con cũng có chỗ khó xử mà. Nhưng mà chỉ cô phụ mới có thể cứu Phi Hổ Sơn thôi. À, trời ơi, ta kêu con đừng nói thì con đừng có nói nữa. Chà. Nhị ca. Nhị ca. Cô, sao cô lại tới đây? Tuyên nương à, muội đừng có làm khó Khuê Chương nữa. À, sống chết có số, những chuyện ở trong sơn trại, cứ để ta tự giải quyết được rồi. Vậy huynh có cách gì hay không? Cùng lắm thì ta đây không cần sơn trại nữa. Trời ơi, nhị ca. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Nhị ca, huynh đừng có tiết lộ chuyện này nữa nha. Không có đâu, không có đâu. Mà là cần chúng ta đi thôi. Vậy ta đi trước nha. Đi thôi, đi thôi. Cô, hẹn ngày gặp lại nha. Nè. Khuê Chương nói không sai chút nào. Nhị ca đúng là không giữ mồm giữ miệng. Nè, Tuyến Nương, quay về đi. Hả? Tạm biệt. Chà. Anh thôi mây trôi giạt. Được rồi, đừng có mây trôi giạt nữa. Nghĩa phụ à, lúc sắp rời khỏi, cô nói gì với nghĩa phụ mà nghĩa phụ vui mừng quá vậy hả? Người nói cho con biết đi chứ. Ta không nói cho con biết đâu. Ta sao không thể nói cho con biết được vậy? Có phải cô tìm được viện binh cho người rồi không? Gần là như vậy á.
Nghĩa phụ à, năm xưa chính là Đoàn Khuê Chương đưa con lên núi hả? Cái tên tiểu tử này sao vậy? Người ta không giúp đỡ thì con không gọi cô phụ luôn sao? Ông ta vốn dĩ không coi chúng ta là người thân đâu. Ê, nói bậy. Con nên nhớ là ở trên đời này, ngoại trừ nghĩa phụ ra, người thương con nhất chính là cô phụ con ha. Đó chính là huynh đệ kết nghĩa của cha con mà. Cô phụ đối với con rất tốt đó. Năm xưa trong đám loạn quân, cả con của mình mà cô phụ cũng không cứu, mà lại đi cứu con ra ngoài đó. Mà là con có biết là tại sao cô của con gặp con thì lại khóc hay không hả? Tại vì mỗi lần nhìn thấy con lại nhớ tới con của bản thân đó. Vậy thì rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Nghĩa phụ, tại sao người mãi mãi không chịu nói cho con biết vậy hả? Ai trời ơi. Thôi được rồi, cứ để cô phụ của con nói cho con biết đi. Chờ tới một ngày con chuốc nghĩa phụ uống say luôn thì không tin là không hỏi ra chuyện đâu. Nhìn không ra nghe, tiểu tử này con cũng gian xảo lắm đó. Nhị ca. Hả? Cô phụ. Mà lật. Nhị ca. Tuyến nương đâu? Muội ấy đã về rồi mà. Hả? Không có. Ngựa thì về rồi, nhưng mà người lại không thấy. Hả? Lúc nãy ta và Tuyến Nương chia tay ở đây nè. Chỗ này có dấu vết đánh nhau. Đây không phải là viết của đệ sao? Tại sao lại nằm ở đây? Ê, cây viết này là ta dùng để hồ Dương Long Khách mà. Dương Long Khách lại? Hắn là thuộc hạ của An Lộc Sơn. An Lộc Sơn. Coi thử bọn họ sao chép tới đâu rồi. Dạ. Dương gia. Để ta coi thử. Lá thư này do vị tiên sinh nào viết vậy hả? Bẩm Dương gia, là do lão đây viết. Người đâu? Dạ. Chặt bỏ cánh tay phải của hắn. Dương gia, tại sao lại chặt cánh tay của tôi vậy Dương gia? Vậy ta kêu ngươi sao chép thì ngươi cứ sao chép. Ai kêu ngươi tự ý thay đổi theo ý của ngươi hả? Ngươi thay đổi như vậy thì không giống như thư của bổn Dương viết nữa. Dương gia, Dương gia xin tha mạng đi mà. Dương gia, tha mạng đi Dương gia. Đi. Dương gia, Dương gia. Hôm nay vào thành đi xem lễ vật của hoàng thượng và quý phi nương nương rồi kiểm tra lại một lần nữa. Dạ. Dương Long Khách cầu kiến. Truyền. Dương Long Khách, cô ta là ai vậy? Bẩm Dương gia, đây chính là phu nhân của Đoàn Khuê Chương. Đoàn phu nhân. Đoàn phu nhân. Tốt, rất tốt. Đoàn phu nhân, có còn nhớ ta không vậy? Bây giờ Đoàn tiên sinh vẫn sống khỏe chứ hả? Hả? Bẩm Dương gia, kiếm khách Hà Giang Đoàn Khuê Chương hiện xưng kiếm khách thiên hạ đệ nhất. Con người này không dễ đối phó. Bây giờ chúng ta đã bắt được phu nhân của hắn, như vậy muốn bắt được Đoàn Khuê Chương đoạt lại bức thư đó thì quá dễ dàng rồi. Được, chỉ cần lấy được bức thư đó, còn Đoàn Khuê Chương thì cũng không cần thiết nữa. Dạ.